Rồi, để alo các bạn. Bây giờ quay lại cái bài của chúng ta. Đâu rồi? Đây. Bài bên này. Thì chúng ta đang nói đến một cái giao diện mà nó có hai cái keyframe như này. Thì chúng ta đang có một cái keyframe là chứa một cái phòng ban. Chứa danh sách cái phòng ban. Đấy, và một cái keyframe là chứa cái nhân viên mà thuộc cái phòng ban này. Đấy, nhân viên thuộc cái phòng ban này. Thì về cái bài này chủ yếu là chúng ta luyện cho cái key. Cái này nó gọi là cái key. Thì trong cái key này á thì mình sẽ có cái tên gọi là những cái nốt. Nốt này gọi là nốt gốc, nó gọi là root. Gọi là root. Root ha, nốt gốc gọi là root. Từ tiếng Anh nó gọi là root. Đó, nốt gốc. Thế ở đây là những nút con, những nút con của nó. Và thầy muốn bố trí tiếp là ở trong này này. Ở trong cái này thầy bứng cái này ra đây nhá. Thì trong cái nút mà phòng tổ chức, phòng tổ chức. Thầy muốn bố trí trong này là có nút con nữa là nhân viên 1, nhân viên 1. Đúng không? Nhân viên 1. Dưới đây là nhân viên 2. Xin lỗi thầy. Thì thầy đây muốn nhân viên 1. Đây nữa là nhân viên 2. Nhân viên 2. Nhân viên 2. Và cứ như thế, có nghĩa là nhìn đây thì có thể có 3 cấp. Có 3 cấp. 3 cấp ha. Thì cái của mình á là mình chọn, thứ nhất là phải làm sao phải chọn vào đây thì tôi xử lý này. Còn chọn cái cấp con này không xử lý này, chọn vào cấp con này tôi không xử lý này. Đấy, thì cái bài này thứ nhất là mình phải biết được là như vậy. Thứ hai á là khi mình chọn vào đây, mình double click vào đây thì nó sẽ phóng cái RAM này lên, đúng không? Đấy, đó là những kỹ thuật của cái bài này. Thế còn mà cái tree thì không có gì khó, các bạn lên trên mạng sợ nó rất nhiều. Thì về tổ chức á thì cái phần store này nó vẫn là như trước, thì tùy các bạn muốn dùng cái file dạng test từng dòng một hoặc lưu đối tượng tùy các bạn. Ở đây thầy có làm hết rồi. Thứ hai là chúng ta có đối tượng là nhân viên. Thì đối tượng nhân viên thì bình thường cứ nhìn vào cái giao diện này mình làm đối tượng nhân viên, đúng không? Nhưng mà trong nhân viên em ạ. Trong đối tượng nhân viên này. Đấy, nó có mã nhân viên, last name, first name, mã phòng ban, nó có mã phòng ban nha. Đó. Tại vì nhìn cái mô hình này mới có mã phòng ban để mai mốt tôi phải lọc ra. Tôi lọc những nhân viên thuộc phòng ban nào. Nó khác nhau cái điểm đó. Chứ trước kia mình làm thì đối tượng đơn lẻ, thì hôm nay mình kết hợp phải có cái mã phòng ban trong này. Còn mấy chuyện này tùy các em ha. Và mình làm bình thường ha. Phòng ban á thì mình bình thường, mình chỉ có mã phòng ban và tên phòng ban. Nhưng mà nhìn vào cái mô hình này á, nhìn cái mô hình này thì chúng ta đang có cái một phòng ban thì có nhiều nhân viên, đúng không? Đấy. Thì trong cái phòng ban bình thường mình chỉ có là mã phòng ban và tên phòng ban, nhưng ở đây tôi còn phải thêm một cái là danh sách nhân viên. À, muốn danh sách nhân viên này thì chúng ta đã có định nghĩa một cái danh sách nhân viên bình thường là cái list nhân viên này. Cái list nhân viên thì nó bình thường thôi, nó cũng có thêm xóa sửa như bình thường thôi, mấy cái chuyện nhân viên như trước thôi, thêm xóa sửa tìm kiếm là do bình thường thôi ha. Đó, đây là list nhân viên. Thứ hai là trong cái phòng ban, trong cái phòng ban thì chúng ta sẽ có cái list nhân viên, có một cái thuộc tính bình thường nhá, nhắc lại nhá, chỉ có cái mã nhân viên và mã phòng ban và tên phòng ban. Nhưng ở đây chúng ta thêm cái gì đây, mã nhân viên chúng ta thêm có mã, xin lỗi các bạn, có thêm là list nhân viên để lấy ra tập cái nhân viên thuộc cái phòng ban nào. Nhưng sau này mình biết mã phòng ban, tại vì sau này mình sẽ chọn một cái cây này, chọn một cái nút này, mình sẽ lấy được cái mã của phòng ban này, thì mình phải giải quyết được toàn bộ cái danh sách nhân viên của phòng ban đó để mình đưa lên cái keyframe này, đưa keyframe này. Đó, do vậy tôi phải bố trí như này. Thì trong này mình cũng get set bình thường thôi, đây get set rồi, bình thường như này thôi ha. Đây, nhưng mà cái này nó là kiểu list danh sách thì mình phải new cái đây ha. Đó, khi cái cần chapter này ha, chapter mình phải new như vậy, mình set như này bình thường ha. Đó, ok chưa, nhìn rất là bình thường, không có gì ha. Đấy, cho các em xem đầy đủ hết. Cái hardcode echo thì chắc có lẽ là các bạn học từ cái môn lập trình hướng đối tượng thì các bạn đã biết hardcode echo rồi, nên thầy không nói là thông qua cái mã này ha. Thì đó là cho nó để trùng mã thôi, để quyết cái đó thôi. Trong cái nhân viên cũng vậy. Bây giờ trong cái
trong cái lúc mà mình thêm trong cái nhân viên này nha, thì thầy chơi cái trò, tại vì trong cái đề của mình nó nói ví dụ là tuổi phải lớn hơn 18, nhỏ 18 mà lớn hơn 65 thì mình chưa báo, phải là nhân viên này nha, độ tuổi đây từ độ độ do bạn này độ tuổi không phù hợp đó ha, vân vân. Thì mấy cái bẫy lỗi thì thầy không có khe, các bạn tự giải quyết cái chỗ này, mấy cái bẫy lỗi này ha. À, các bạn tự giải quyết mấy cái lỗi này cho thầy, để thầy không quan tâm mấy cái lỗi này nhiều, các bạn tự chiến đấu với cái lỗi này. Hát có đây cầu, mục đích hát có yêu cầu này để cho cái hàm mà thêm ấy, trong cái hàng S này nó giải quyết cái content này thôi, được chưa? Cái này được kế thừa môn lập trình hướng đối tượng, các bạn đem sang, ok chưa? Rồi bây giờ mới quay lại cái giao diện. Chúng ta sẽ hai cái danh sách này thì bình thường nhé, cái danh sách phòng ban này, cái gui phòng ban trước, mình nhảy với cái gui phòng ban trước. Thì cái gui phòng ban á, mỗi một cái nốt á, mỗi cái nốt á thì mình gọi là default mood table tree nốt. Mỗi một cái nốt này này, mỗi một cái nốt này nó có tên là cái kiểu nó là default mood table tree nốt, thì gọi một, thì tạo một cái nốt gốc ở trên và toàn một cái tree à, nguyên cái này gọi là cái tree, nguyên cái to này, nguyên cái to này gọi là cái tree, cái bự cái bá này gọi là cái tree ha. Đó thì xong, bây giờ thầy có một cái nút rút hay là cái danh sách của ban rồi. Thế thì bây giờ thì tạo cái gui thì nó cái này đơn giản thôi, cái nút rút thì nó là danh sách phòng ban. À, thì cái cú pháp của nó là new ấy, thì nó sẽ ra được cái danh sách phòng ban này. Nhờ chắc phải chạy đi để bạn nhìn cho nó dễ trước đó. Thầy chạy thì đứng ở đây đúng không ạ? Nó lại chạy đấy, nó lên như này đấy. À, danh sách phòng ban ha. Thì trong này có phòng tổ chức thì nó có 3 bạn, phòng kỹ thuật nó có 3 bạn, đúng chưa? Nên là cây của mình đang có 3 cấp nha, thầy double click vào đây, double click phòng tổ chức đấy, thì nó phải phóng lên cái này đúng không, nhưng mà thầy click vào đây thì nó không làm gì cả nha, nó không làm gì cả. Rồi thì bây giờ thầy phân tích cho bạn xem ha, ở đây ha, thì cái danh sách phòng ban này, cái danh sách phòng ban ở đây ha, là nút gốc, nút rút này, rồi lấy cái tree của mình, add cái nút rút vào, xong lấy cái giao diện của mình add, lấy giao diện của mình nhé, mình add nó vào ha, cái div là mình add nó vào, xong mình khởi tạo danh sách, đúng chưa? Để bạn xem cái hàm khởi tạo danh sách. Nhấn F3 thì của thầy á, thì khi mà mình tạo danh sách á thì mình phải có một cái phòng ban, hai cái phòng ban này đúng không, gọi hàm khởi tạo cứng trước á, và mai mốt mình đọc ở kia sau, cứng này là danh sách này. Xong thầy làm gì đây, thầy cũng có list phòng ban ha, rồi tạo list phòng ban, mình add vào phòng ban, hai phòng ban đúng chưa đấy. Rồi mình tạo nhân viên được add vào phòng ban, thì đây thầy có phòng ban 1, phòng ban 2, thầy add vào ok đúng không, add vào, đó là tạo. Xong thầy gọi nó lên, thầy chạy nó bình thường à, chạy lên này à, set visible chạy lên. Thì bây giờ cái chỗ mà thầy đưa nó vào trong cái cây nữa này, còn đưa cái cây nữa đâu à, thầy mau lấy chưa phải, lấy tạo cái cây đây, tạo cây đây, còn nữa tạo cây đây, cái chỗ tạo cây này thầy có khởi tạo xong đúng không, thì thầy duyệt tất cả cái phòng ban trong cái tập phòng ban, tại vì bây giờ mà đấy trong cái khởi tạo này thầy tạo được cái danh sách phòng ban rồi đúng không, nhìn lại này, trong khởi tạo này thầy tạo được cái danh sách phòng ban đúng không, cái list phòng ban đúng chưa, nên bằng thầy khai báo tận tục. Thì cái chỗ này tôi có cái list rồi, list phòng ban rồi ha. Đó, tôi có list phòng ban rồi. Được chưa? Thì các bạn nhìn lại cái chỗ mà tôi nhờ cái trong cái phòng ban này, tôi lấy tất cả, tôi bằng lập for x, tôi lấy tất cả phòng ban. Thì lúc này các bạn tưởng tượng là cái phòng ban của mình đang có một cái tập danh sách phòng ban như này. Tập danh sách phòng ban như này. Đúng không? Có hai phòng ban. Phòng ban thứ nhất 0 1 có hai phòng ban.
phòng ban thầy gọi là AB đi, gọi là AB đi. Thì trong phòng ban A này lại có nhiều cái gì đây, nhiều cái nút con ha, nhiều có cái nó gọi là cái nhân viên đó, nhân viên 1, nhân viên 2 đó, đúng không? Thì lúc này á, cái nhân viên này trong phòng ban này có nhiều nhân viên này ha, đúng chưa? Mình đang duyệt phòng tổ chức và phòng kỹ thuật đấy nha, là phòng ban á. Thì bây giờ thầy mới tạo ra, thầy lấy cái root để ép được hai cái, đúng không? Để là cái hái đây phòng tổ chức nha. Nhớ ở đây mình ép là mình phải default multi table x ha. Nhưng mà câu hỏi là tại sao cái x này á, tại sao cái x này ha? Thì x này là một cái phòng ban, mà cái phòng ban á thì bạn lại nhìn ở trong cái chỗ mà phòng ban đây nha, phòng ban này đây. Thì cái mà nhờ cái tu trinh như này, tu trinh tên tên phòng ban, đúng chưa? Tu trinh thể hiện lên tên phòng ban. Tại vì khi mà thầy add á, nhớ nhớ đây, hiện lên tên phòng ban, thì khi mà thầy thêm là thêm cái x là một phòng ban thì nó hiện lên cái tên phòng ban. Tại vì cái hàm tu trinh á, cho nên nó hiện lên cái này. Nếu tu trinh thì để là mã phòng ban thì nó sẽ hiện lên chỗ này là mã phòng ban nha. Các em chú ý cái đó, tại vì cái chỗ mà thầy add nó lại đó, đâu rồi đây. Thì thầy add đây rõ ràng tạo cái nốt x là một nốt, nốt này là một đối tượng, đúng không, là một đối tượng của phòng ban. Mà phòng ban này, đối tượng ban nó còn có mã, có tên, có gì đó, rồi có mã, có tên, có gì đó, mà trong đó này nó lại hiện lên là tên phòng ban, à phòng tổ chức, đúng không, tên phòng ban. Thì do cái lớp mà phòng ban thầy để là có một cái gọi là tu trinh là tên của phòng ban, đúng không? Rồi thế bây giờ mỗi một ban thì có rất nhiều cái, bây giờ tạo có nút con, đúng không? Thì y bằng không y ghét cái chai chấm cao, thì cái cao của mình ấy, cái rút chấm cao, thì đối với cái bài này rút chấm cao nó được hai nốt thôi, nốt này và nốt này thôi, nó hai nốt thôi, chứ không phải là mấy nút con này, không phải nha. Ghét cao thì phòng tổ chức và phòng kỹ thuật nó được hai nốt thôi, đúng chưa? Thì bây giờ mình sẽ hai nốt. Bây giờ mình mới lấy ra cái phòng, cái nốt ở vị trí này, đây là cái nốt này, mấy cái nốt này, mấy cái nốt này. Tôi chạy từ vòng lặp đến được hai cái, đúng không? Thì tôi sẽ lấy ra cái root đó, mà get at tại vị trí y nha. Trong cái get at tại chữ y này, trong cái phòng ban này, đúng không? Ép vào cái phòng ban à, lấy ở vị trí thứ y, được chưa? Và có cái vị trí y có nghĩa là tôi lấy được cái gì đây, cái phòng tổ chức. Nhưng bây giờ tôi lấy làm sao được tất cả các con của phòng tổ chức, đúng không ạ? Lấy được cái con của phòng tổ chức thì cái chỗ này, khi mà tôi lấy được cái phòng ban đó rồi, đúng không? Đây là một cái phòng ban tôi gọi là tem. Thì nhờ cái phòng ban này thì tôi phải lấy được tất cả nhân viên. Thì tôi có cái get trong cái lớp mà nhân viên á, list nhân viên, tôi có hàm get list nhân viên nè. Đây này, trong cái lớp mà danh sách nhân viên này, danh sách phòng ban, danh sách nhân viên đây nè. Tôi có cái hàm gọi là gì đây, vừa mới lấy là get gì đây, cái get list nhân viên này. Em nhìn get list nhân viên nào. Tôi gọi cái hàm là tem này chấm get list nhân viên này, F3 này. Đấy, trả về danh sách nhân viên ở trong cái trong phòng ban. Trong phòng ban này tôi làm cái get trong cái phòng ban chứ. Trong phòng ban này. Trong phòng ban đâu ạ? Đây, trong phòng ban nó có nhân viên mà. Phòng ban này có này, nó có cái danh sách nhân viên của nó này, get list nhân viên này. Tại vì trong phòng ban có list nhân viên mà, đúng không? Nó get list nhân viên để của cái phòng ban đó thì nó lấy về hết, đúng chưa? Đấy, để lấy được toàn bộ cái nhân viên thuộc phòng ban đó về, xong nó duyệt từng cái nhân viên trong cái tập mà cái thằng này nó chấm get list nhân viên à, get list nhân viên. Đấy, tại vì bây giờ nó trở thành danh sách nhân viên. Đó, giờ nó get list nhân viên thì nó trở về khách nhân viên. Và cái nhân viên thì tôi có get list nhân viên đây, danh sách nhân viên đâu đây, get list nhân viên đây. Xong bắt đầu tôi mới duyệt, tôi lại cũng lại phối đấy, tôi duyệt xong rồi tôi tạo ra cái nút. Nhưng mà cái nút này á, cái nút này phải là cái nút đó. Cái nút này phải là cái nút mà tôi đảm bảo phải là cái nút này này. Đây, tôi chụp cái này.
có phải tôi duyệt đến đây không, tôi đứng đây không, tôi duyệt các nốt con này đúng không, thì các nốt con phải đưa vào trong cái nốt này, này đưa vào trong nốt này, thì cái nốt này có phải nốt hồi nãy tôi duyệt nó đang ở vị trí thứ y không, tôi duyệt nó đang ở cái nốt thượng vị trí thứ y này, rút rút ẹt tại vị trí y xong tôi ép ra vào, thì lúc này nó sẽ chui vào bên trong, nó sẽ chui vào bên trong này trở thành cái nốt con này, Dương Bảo và Phạm Văn và Quốc Anh này, nó nghe không, đấy là cái vị trí y được chưa, tôi ép ra vào thấy chưa các em, ok như vậy là khúc này là khúc tạo cái cây á, luôn luôn là tôi có hai vòng lặp nha, tôi có hai vòng lặp để tôi duyệt. Đây mình chưa nói đại quy nha, bình thường ha, chắc không này các bạn hiểu ha. Đó, nó là default multiple node xong nó không này, còn cái khúc này là add ban nó thôi, add ban cái cây nó ra thôi, add ban là nó sổ ra vậy nè ha. Tôi chạy lại để cho nó sổ ra nhé các bạn nhé, tôi chạy lại cái bàn đây để nó đây nó sổ cái chỗ này, còn bình thường nó tụt hết vào, nó tụt hết vào nha. Với lại cái chữ add ban này, add ban bát này nó chỉ add ban thôi, thầy chưa tìm ra cái lệnh mà nó add ban hết ra, nó chỉ add ban được thế này thôi à, đúng không? Đấy. Chứ không bình thường là nó dính vào như này này, chỉ mới add ban được đến đây thôi, còn add ban tất tần tật như này thì thầy còn đang xem cái lệnh nào nó là add ban tần tật thì thầy mới làm add ban được cái đó thôi nha. Add ban cái nút rút được để add ban ra rồi, truy chấm get model chấm get root này, đó đúng chưa, để add ban ra thôi. Rồi như vậy kỹ thuật tạo cái cây không có gì là khó đúng không các bạn, không có gì là khó. Thế bây giờ mình học một cái tiếp theo nữa là bây giờ thì double click để nó phóng ra double click, nhưng mà nó có hai loại double click đây thì không làm gì nha, nhưng mà double click ở đây thì sẽ phóng này, double click đây này nó sẽ phóng lên như này đúng không, đấy double click nó sẽ phóng lên, ok. Và bây giờ thì nó bắt ở sự kiện mount, gọi là mount đây, thằng này nó có một cái sự kiện gọi là mount click, rồi mount click đây, bắt là sự kiện mount click em. Thì trong cái mount click á thì nó lại kèm cái á, là thằng này nó không có chuyện double click mà nó lại là click cao, này chơi trò click cao, em kích hai cái á, kích cạch cạch này hai cái nó gọi là click cao à, kích vào nó cao nó đếm được đấy, thì nó đếm được thì thầy mới nhờ cái cao đó, thầy thứ nhất là thầy ghét nó ra nha, truy chấm selection path là cái nốt đang chọn đấy nhờ. Đấy, thầy chuyển ép kéo cái nốt đang chọn sang, xong thầy cao nó, get lick cao của nó, nếu mà nó bằng 2 có nghĩa là lick 2 cái đó các em, lick bằng 2 cái nhưng mà nó lại xảy ra cái chuyện này, em phải chơi cái trò là em kích vào đây, thì trong cái cây nó có mức này các em học ở hồi đó các em học cái môn cấu trúc liệu nghệ thuật đó, nó cây nó có level, có mức, thì cái mức này gọi là mức 0 này, mức này gọi là mức 1 này, và mức này gọi là mức 2 nút lá này. Đấy, lúc này có thể gọi là nút lá và mức 2, thì bây giờ tôi phải đảm bảo mức của tôi bằng 1 thì tôi mới xử lý, còn những cái mà nút lá hay mức 0 không xử lý thì tôi phải kiểm tra tiếp là nếu mà cái level của tôi mà bằng 1 thì tôi xử lý đúng không, thì tôi mới gọi cái di thế bộ của cái nhân viên, thì với cách trước các em làm á, di thế bộ nhân viên đây này, thì kiến thức trước các em làm á thì em lại cái cần chất tơ đâu rồi, đây trước kia cần chất tơ di thế bộ thì em làm y như vậy, nhưng mà em lại là chỉ có thế này thôi, các em không có đưa một cái gì ở đây à, nó trống như này à, cho em viết ở trong này, đương nhiên trong này em sẽ viết ở trong này, các bạn viết ở đây, viết cái gì thì các bạn có thể viết y chang như này, thường là các bạn viết mấy cái này này à, thường các bạn viết mấy cái này đúng không à. Nhưng mà ngày hôm nay á, thầy muốn là khi mà thầy sang á, thầy gọi sang đây thầy phải truyền một cái truyền rõ ràng là khi mà em chọn đây á, em chọn ở cái chỗ này thì em phải truyền được nguyên cái đối tượng này sang để em lấy ra được mã và được tên, tại vì lấy được mã và tên thì em lấy được các những nhân viên thuộc cái phòng này đúng không, cho nên em phải đưa vào cái constructor, em phải truyền qua constructor cái trái này đi nhé, trước này em viết mấy bài trước là như này à, thì hôm nay thầy sẽ
truyền vào một cái mã, một cái phòng ban, là đối tượng phòng ban. Nhờ đối tượng phòng ban thì thầy sẽ get ra mã này, get ra phòng ban này, đúng chưa? Còn get được danh sách, tí nữa thầy lấy danh sách, thầy vẽ thầy lấy danh sách, có cả danh sách tại phòng ban có danh sách. Còn câu này bình thường ha các em, thầy gắn biến phòng ban để đây, phòng ban để vào cột này ha. Ok, như vậy xong thầy cho nó hiện lên ha, cho nó hiện lên. Cho nó hiện lên xong rồi khúc này là khúc của thầy thì đơn giản thôi. Thầy sẽ làm như này. Thầy cũng chia làm cái của thầy là đây một khúc ha. Đây một khúc là hai này, và cái khúc ở dưới này là trên là nốt, dưới này là sao ha. Sao, đây center ha. Đó thì thầy cũng cái về giao diện thì các bạn học mấy cái bài hôm giao diện rồi, thầy không không chỉ theo giao diện cái này. Nhưng mà cái chỗ mà lốt lên cái table á. Đây. Rẻ table đây thì cũng này bình thường ha. Đấy. Cái mô đồ theo bộ mô đồ ha. Đó. Rồi. Combo như bình thường ha. Đây theo bộ ghét đây. Column 3 đây là cái đưa ra cái này thôi. Đưa ra cái file này thôi, không có gì ha. Cái chỗ mà đưa đây. Data tôi lấy phòng ban. Tôi lấy phòng ban. Get list nhân viên, cái list nhân viên. Có list nhân viên này rồi thì tôi mới bắt đầu lốt lốt data vào thì trở thành cái bài hôm trước. Lốt data là các em nhìn nhé, thì có data đây, lốt data nên đây là có danh sách của nhân viên này. Tôi chuyển đây F3, tôi chuyển vào này và tôi mới lập, tôi add từng row, đúng không? Tôi add từng row, ok, add từng row tôi đưa vào model, đúng không? Có model, có model rồi, chỗ nào rồi đây. Xong bắt đầu tôi mới lấy cái table này, tôi add ở đây cái khi mình chọn vào là nó chạy thôi. Table này chọn là listener để nó chạy thôi. Đây chọn đây là nó chạy thôi, không có gì cả. Thì tôi là làm xong đó, chỉ có vậy thôi. Ok chưa? Kiến thức là kiến thức cũ rồi, chủ yếu là mình chọn ở đây, mình chọn đây, duplicate ở đây nó chạy lên thì thứ nhất tôi đếm đến cao ha. Và tôi cho nó qua cái cần thức tơ để nó hiện lên nhờ. Đây là gì thế bỏ, còn bên này mới là cao, bên này tôi đếm cao đấy, đếm cao này tôi mới gọi cái này new cái này thôi, new cái này lên hai, new cho nó hiện lên thôi. Tôi ép nó về cái đối tượng phòng ban, tại vì tôi ghét ở cái nốt mà đang chọn á, cái nốt đang chọn này. Tôi lấy cái gì chuyển vào đây, tôi chuyển vào cái phòng ban, tôi chuyển vào phòng ban thì đây là cả cái OBG, mà cái OBG là cái get path cái đang chọn này, đúng chưa? Mà tôi chuyển vào get user object để thôi. Ok, hy vọng là cái bài này các bạn sẽ làm được thôi, không có gì khó ha. Thế còn có những bạn hỏi là cái phần mà tìm gần đúng rồi đó ha. Đấy, các bạn nhìn đây ha, tìm nhân viên này. Thì bây giờ cái nhìn cái nhân viên này đi. Ví dụ bây giờ tôi nhập vào số tìm mà tôi gõ cho 00 này. 00 này. Nếu tôi gõ 03 số 0 với số 1 là tìm cái này thì ra 01, nhưng mà tôi gõ 00 thôi, 00 thôi tôi tìm thì nó ra hết cả ba, đúng không? Thì các bạn nhìn cái vấn đề là mình tìm, ý là thì nó tìm gần đúng á, tại vì thằng nào cũng có 00 mà. Thì các bạn nhìn cái hàm substring này, tôi cắt cái substring này, tôi tìm cái end post thôi. Tôi end là tôi nhập vào ba cái tự, mà tôi nhập vào 00 là hai cái tự, thì tôi cắt từ đầu cho đến hai cái tự thì nó ba này từ đầu hai tự này, 00 thằng này, 00 thằng này, 00 nó thấy thì tôi ép vào thôi, nó thêm vào thôi, trả về cái tập danh sách là xong. Thì cái tìm gần đúng đó ha. Ok, nhưng mà cái này nó có một cái nhược điểm. Gần đúng này của thầy là thực tế thì các bạn sẽ có cái gần đúng như này, là thay vì gõ như này đúng không, mà bạn gõ cái kiểu ý tôi gõ như này ha, tôi thêm một bản nữa đi ha, tên bạn là A đi ha, A đi, đúng không?
Dương họ là Dương Dương Bảo Bảo Gấm ha. Rồi tôi lưu đây, lưu này như biết rồi ạ, tôi lưu thêm đó. Thì khi mà tôi tìm này không không này, tôi tìm không không này, thì cái bài này không không á, tôi tìm này thì nó chỉ ra được bốn lần đầu rồi. Thêm này, tôi tìm này, đó nó không ra được thằng A, bạn hiểu không? Nếu tôi gõ lại chữ A thì nó ra được tìm A, thì có nghĩa là nó chưa hẳn là gần đúng, nó mới gần đúng nửa vời, đúng chưa? Đúng chưa? Tôi chạy lại nhé, rồi thêm là tôi lưu lại ha, rồi lưu là lỗi rồi đó, nó bị cái gì đó. Rồi tôi phân tích lại cho bạn xem hiểu ý đồ của cái bài này nha, cái tìm gần đúng này. Đây, chạy lại này. Đây, tôi thêm cái thằng A A, thằng này A, thêm cái chữ A trước, đúng không? A như vậy. Test nguyên văn nên. Rồi tôi thêm ha, lưu ha, tôi thêm này. Thì khi này á, nếu đúng thì còn đúng là A A, à, em gõ không không, em gõ không không, không không thì nó tìm thằng này có không không này, thằng này không không, thằng này không không, thằng này cũng có không không này, đúng nghĩa. Nhưng mà vì nhờ cái hàm mà thầy súp á, thầy làm mới đơn giản là thầy súp cắt từ đầu, à, đâu à? Số hàm tìm, à, đây, tìm là thầy súp từ không cho đến cái vị trí này, có nghĩa là thầy cắt từ đầu, cho nên là nó không thể nào nó chiến đấu được cái chữ A này. Tại sao từ đầu nó chỉ ba này không không này? À, từ đầu á là sai. Còn thực tế mà các em dùng SQL thì em chỉ gõ không không như này, thì kể cả cái thằng này bốn thằng này ra hết, nhờ. Thì cái này các bạn tự tìm cách mà sửa lại nhé. Thế thầy đang giải thích đến đây là các bạn hiểu bài rồi ha, nhờ. Thì có thể mình băm, mình tìm chuỗi trong cái chuỗi con, tìm chuỗi con trong cái chuỗi to dài này này. Đó, mà nó có là tồn tại thì mình tìm gần đúng ha. Thuật toán mà tìm một cái chuỗi này, một chuỗi con trong một cái chuỗi to này, những trong chuỗi to này nếu nó tồn tại được thì có nghĩa là thấy. Còn đây thầy cắt từ đầu cho nên nó sẽ không thấy nha. Đây là để tìm A không không này là sẽ không mất thằng A này, thấy chưa? Thì về cần các bạn cải tiến cái hàm tìm kiếm này nhé. Đó là quá trình đó.